Các bạn, hiện tại là khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 17 tháng 1 2024, đây là cửa Tây chợ Bến Thành. Sáng hôm nay đến đây đổi tiền các bạn. Mai Vân số 1A Nguyễn An Ninh ha. Bên kia là Hà Tâm, sáng hôm nay đô la Mỹ giá rất cao. Đây. 1 đô la Mỹ cho tờ 100 cáo cạnh bữa nay đổi được 24.850 đồng. 24.850 đồng các bạn nha. Đã ghê không? Chuẩn bị sắp bước lên đường tới số 25 mà. Cao. Cuối năm nó thu hút nguồn ngoại tệ dữ trời. Góc đường Phan Chu Trinh, Nguyễn An Ninh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp, cập nhật về tình hình tỷ giá đô la Mỹ ở Sài Gòn cuối năm. Sắp tới Tết âm lịch rồi.